Vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn thỏa mãn sinh lý, thanh niên nhanh trí làm điều này với gái xinh. Nguyễn Trà My, sinh năm 2000 ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, cô sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội vẫn rùng mình, lo sợ chỉ vì suy nghĩ giản đơn. Từ sinh viên của một trường đại học, cô trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng đoạt tài sản. Không những thế, còn bị đối tượng thúc ép trở thành nô lệ tình dục, bị ám ảnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Khoảng đầu tháng 11 năm 2020, My tìm việc làm thêm trên Internet tại Hà Nội. My có nói chuyện với tài khoản Facebook Mai Ánh. Người này đã mời My tham gia nhóm đi dự tiệc. My hiểu rằng đây là nhóm mại dâm trá hình, nhưng vì cần tiền, My vẫn đồng ý kết bạn với tài khoản Mai Ánh. Khoảng 16:30 ngày 4 tháng 11 năm 2020, tài khoản Mai Ánh nhắn tin cho My đến khách sạn X ở đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để tiếp khách với giá từ 3 đến 4 triệu đồng. My lên căn phòng ở tầng 3 hoặc tầng 5, cô cũng không nhớ rõ. Ngồi chờ My trong phòng là một thanh niên khoảng 30 tuổi, người cao khoảng 1m65, dáng to béo, tóc vàng. Theo đúng thỏa thuận, My bắt đầu mua vui cho khách mua dâm và theo yêu cầu đã hai lần phục vụ người đàn ông không quen biết. My không ngờ rằng trong một góc bí mật của căn phòng có một chiếc điện thoại đã ghi lại toàn bộ hình ảnh đó. Khi hoàn tất, nam thanh niên nói với My đã chuyển khoản số tiền mua dâm cho Facebook Mai Ánh. Trước đó, Facebook Mai Ánh cũng nói với My rằng bán dâm lần đầu không được thu tiền của khách, nên khi nam thanh niên nói rằng đã trả tiền thì My hoàn toàn tin tưởng. Khi về nhà, My liên hệ tài khoản Mai Ánh để đòi tiền bán dâm thì bất ngờ nhận được tin nhắn nói rằng có clip ghi lại toàn bộ cảnh cô quan hệ tình dục với nam thanh niên nói trên tại khách sạn X. Người này đe dọa sẽ tung clip lên Facebook nếu cô không chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của hắn. Những ngày sau đó, My sống trong tâm trạng hoang mang lo sợ. Nếu clip trên bị lộ lọt trên mạng thì tương lai của My sẽ khép lại, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của gia đình. Sau nhiều đêm suy nghĩ, My đã đồng ý với tài khoản Mai Ánh, chuyển 4,5 triệu đồng vào tài khoản của Mai Ánh cung cấp. Những tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đó, nhưng ngày 5 tháng 12 năm 2020, My tiếp tục nhận được tin nhắn từ tài khoản Mai Ánh yêu cầu chuyển tiếp 5 triệu đồng. Lần này, tài khoản Mai Ánh chuyển sang sử dụng tài khoản Zalo tên Nguyễn Nguyễn, nhắn tin đe dọa cô. Với một sinh viên nghèo như My thì khoản tiền trên là quá lớn. Vì thế, My đã nhiều lần nhắn tin van xin chủ tài khoản Nguyễn Nguyễn không đăng những hình ảnh nhạy cảm lên mạng Internet. Nhưng mặc My van xin, Nguyễn Nguyễn yêu cầu My đi làm gái dịch vụ Sugar Baby, làm quân nuôi, mại dâm trá hình. Do đang đi học lại sợ tai tiếng nên buộc My phải tiếp tục đi bán dâm trả nợ. Vết trượt của sinh viên công nghệ thông tin. Những tháng đầu năm 2021, trên không gian mạng xuất hiện các trang Facebook có nội dung không lành mạnh, nghi vấn hoạt động mua bán dâm trên mạng Internet. Cụ thể, người dùng Facebook sau khi vào nhóm BG Tiệc AB, BG Tour Toàn Quốc sẽ được tài khoản Facebook Mai Ánh giới thiệu cô gái bán dâm là sinh viên với giá 5 triệu đồng trên một lượt mua bán dâm. Từ thông tin các trinh sát thu nhập được, khoảng 18:30 ngày 19 tháng 4, tổ công tác đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàng Mai đã kiểm tra hành chính tại phòng 801 khách sạn X, phát hiện đối tượng Đào Bá Quân đang có hành vi mua dâm đối với Nguyễn Trà My. Tại cơ quan công an, My khai việc mua bán dâm thông qua tài khoản Zalo có tên Nguyễn Nguyễn môi giới. Đối tượng Đào Bá Quân là khách mua dâm cho biết được tài khoản Facebook Mai Ánh giới thiệu cô gái bán dâm là sinh viên với giá 5 triệu đồng trên một lượt mua bán dâm. Quân đồng ý thì được Facebook Mai Ánh dùng Zalo Nguyễn Nguyễn gửi hình ảnh Nguyễn Trà My cho Quân xem. Quân đồng ý hẹn mua dâm tại khách sạn X, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Khoảng 17:30 ngày 19 tháng 4, Quân đến khách sạn X gặp chị Nguyễn Trà My xem mặt và đồng ý mua bán dâm với My. Một câu hỏi đặt ra đó là đối tượng Mai Ánh và Nguyễn Nguyễn trong đường dây này là ai? Trong vụ án này, các đối tượng chỉ giao dịch với nhau qua mạng Internet trong một không gian ảo, việc xác minh gặp không ít khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18:30 ngày 23 tháng 4, đội cảnh sát hình sự công an quận Hoàng Mai và công an phường Giáp Bát đã xác định được đối tượng gây án là Vũ Đức Đông, sinh năm 1996, quê ở Nam Định, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin của một trường đại học của Hà Nội. Trong khi bạn bè có được công việc thu nhập thì Đông vẫn suốt ngày cắm mặt ở phòng trọ để chơi game và truy cập vào các trang mạng xã hội có nội dung không lành mạnh. Phần vì muốn kiếm tiền, phần vì muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý, đối tượng đã nghĩ đến một thủ đoạn phạm tội rất tinh vi. Với gái bán dâm chuyên nghiệp, sau khi thỏa mãn nhu cầu sinh lý, đối tượng sẽ quỵ tiền của họ. Trường hợp là nữ sinh, đối tượng sẽ quay clip để tống tiền, biến họ thành nô lệ tình dục. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Đông cùng một lúc lập 3 tài khoản với Facebook Nguyễn Mai, Nguyễn Ánh và Mai Ánh, lập nhóm BG Tiệc AB, BG Tour Toàn Quốc trên Facebook để môi giới gái bán dâm tiếp khách hoặc làm quân nuôi với bố nuôi với giá mỗi lần từ 5 đến 20 triệu đồng trên một lượt mua bán dâm. Đông tiếp tục sử dụng điện thoại khác
lập hai tài khoản Zalo là D và Nguyễn Nguyễn. Sau đó, Đông sử dụng các tài khoản thỏa thuận với gái bán dâm về cả giá cả, địa điểm, thời gian bán dâm và dùng Zalo D giả làm khách mua dâm. Khi đóng vai người mua dâm, anh ta đến khách sạn lấy phòng vào trước, dùng tài khoản Zalo D nhắn tin cho gái bán dâm số phòng khách sạn, nhà nghỉ. Khi gái bán dâm đến gõ cửa, Đông sử dụng điện thoại đặt chế độ quay video clip ở góc phòng. Sau đó, Đông mở cửa đón gái bán dâm và nói dối rằng được tài khoản Facebook Mai Ánh giới thiệu. Với chiêu bài này, đối tượng đã khiến gái bán dâm tin tưởng. Sau đó Đông tiếp tục dùng tài khoản Facebook Mai Ánh nhắn tin cho gái bán dâm: em đã gặp khách chưa? Gái bán dâm nhắn trả lời đã gặp khách, thì Đông nhắn tiếp rằng khách đã chuyển khoản tiền. Gái bán dâm tưởng khách đã trả tiền nên bán dâm cho khách mà không đòi tiền nữa. Khi gái bán dâm nhắn tin cho tài khoản Facebook Mai Ánh để đòi tiền bán dâm, thì Đông sử dụng tài khoản Zalo Nguyễn Nguyễn gửi hình ảnh và video clip quay cảnh sinh hoạt tình dục để đe dọa tung lên mạng xã hội tống tiền. Từ cuối năm 2020 đến khi bắt giữ, Đông đã lừa 20 gái bán dâm với thủ đoạn như trên. Một số gái bán dâm sau khi bị lừa tiền đã lên nhóm để vạch mặt thủ đoạn của Đông thì đều bị anh ta xóa thông tin. Đông bị tạm giữ hình sự về hai hành vi cưỡng đoạt tài sản và môi giới mại dâm. Quá trình khám xét, công an thu giữ vật chứng gồm 2 điện thoại di động, 1 thẻ ATM ngân hàng mang tên Vũ Đức Đông. Thời điểm trích xuất điện thoại thu giữ các nội dung liên quan hành vi phạm tội, các video clip Đông quay cảnh quan hệ tình dục với gái bán dâm, các nội dung nhắn tin đe dọa cưỡng đoạt tài sản. Vụ án đã khép lại. Thêm một lần nữa là bài học cảnh tỉnh cho những sinh viên nữ trong quá trình đi tìm việc làm.